dưới đồng hồ giam, sự kết hợp hoàn hảo giữa độ bền vững và sự sang trọng tinh tế. Trải qua thời gian, việc lựa chọn một dây đồng hồ không chỉ là việc cải thiện vẻ đẹp của chiếc đồng hồ, mà còn là việc tôn vinh sự đẳng cấp và cá nhân hóa phong cách. Trong thế giới đồng hồ, dây đồng hồ giam đã khẳng định vị thế của mình với sự kết hợp hoàn hảo giữa chất liệu da bò thật bền chắc và sự tinh tế trong từng đường kim mũi chỉ. Được chế tác từ da bò thật, mỗi chiếc dây đồng hồ giam không chỉ đảm bảo về độ bền mà còn thể hiện sự sang trọng, đẳng cấp và tính cá nhân. Đặc biệt, với sự linh hoạt và mềm mại, dây da bò giam sẽ trở nên mịn màng hơn qua thời gian, tạo ra vẻ đẹp riêng biệt độc đáo cho từng chiếc đồng hồ. Sự tỉ mỉ và tài năng của những người thợ làm việc tại giam được thể hiện qua từng đường kim mũi chỉ. Việc khâu tay một cách tỉ mỉ và chắc chắn không chỉ tạo nên sự độc đáo mà còn tăng thêm độ bền của sản phẩm. Dây đồng hồ giam không chỉ giới hạn ở một số kích cỡ nhất định, với sự đa dạng về kích thước, sản phẩm này phù hợp với tất cả các loại đồng hồ thông minh và truyền thống trên thị trường. Khi mua dây đồng hồ giam, bạn sẽ được tặng kèm đầy đủ khóa, chốt và cái thay dây. Điều này giúp người dùng dễ dàng tự thay thế dây đồng hồ tại nhà mà không cần phải đến cửa hàng.